ra em chuẩn bị về đi. Ừ, chứ không ở đây ăn cơm, mình đi về qua nhà ấy. Về qua mẹ à, bảo nhớ là chuẩn bị cho mẹ bộ quần áo, sau tí anh Hùng ngay anh Hùng cầm ra cho mẹ. Thế xong mẹ ở nhà chơi thì ở ăn cơm dưới, xong mẹ thì ở, xong mình về học bài sáng mai học không? Chiều mai học. Không, nghe bạn nghỉ. Thì về nhà không sớm, không đi đường tối điện thoại nhá. Đường chỉ bảo đi đến cái đoạn này này, nó có cái ngõ cua và gì ấy này, thì đi vào cái ngõ đấy cho nó đỡ xe đi thẳng ra đầu đằng này, nó nhiều xe ô tô to nó cua rồi, thậm chí là nó góc nó khuất sợ nó ma vào người nhá. Biết cái đi đường cái lõm này không? Cái lõm này dịch đây ra một tí nhá, chỗ cái đường đi cua nó có cái ngã ba to, cái nhà mới ở ngay đây này, ngay đây đi từ đây ra có đọc cái ngã ba bên tay phải thôi, thì em cứ đi thẳng theo cái dọc đường đấy, cứ đi thẳng nhá, không rẽ đâu cả, cứ đi thẳng theo cái đường đấy là ra đến đường to, thì ra đến đường to thì rẽ xuống này là đi thẳng về nhà mình.